Thì khi em pha cái đèn pha thì em thấy là cái thằng này nó hát hồi nãy ở trong đây. Tại nó bổ liên tục luôn, nó bổ trên đầu không. Cái em la em nói trời ơi đánh lộn người rồi, trời ơi đánh lộn người rồi, mà nó cũng không ngưng cây luôn, nó cũng bổ bổ xả xuống rồi em đỡ hay là sao không biết, rồi gãy hai cái tay rồi không có còn cầm được chiếc xe, nó mới ngã chiếc xe về hướng bên trái thì em ngã xuống luôn dưới đất, rồi ông xã cũng ngã luôn tại nó quất liên tục. Rồi ông xã ông la chết tôi chết tôi, cái câu sau nghe ông la nó chết rồi, nhỏ xíu luôn rồi. Là dạ, chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Mentor TV. Là lần đầu tiên Mentor gửi lời chúc cô chú chị khán giả xem kênh ngày mới an lành hạnh phúc. Hiện tại Mentor đã có mặt tại tỉnh Bến Tre thì chúng ghé lại thăm hoàn cảnh của vợ anh Thương. Thì mấy ngày hôm trước hai vợ chồng thì cũng đi hát với nhau á, thì bị thanh niên lạ đã ra tay với anh, thì anh Thương đã ra đi mãi mãi của chú chị. Thì người vợ thì nhập viện cũng nguy kịch, ngày hôm nay chị đã xuất viện về. Thì hôm nay Mentor ghé đây thăm chị và hỏi lại chị vụ việc như thế nào, và chị chia sẻ lại rồi mời cô chú chị theo chân Mentor ở trong ạ. Thì đây là cái ngôi nhà của anh Thương này, của chú chị. Thì lúc trước ngày lễ tang của anh đó, thì Mentor cũng có vào đây chia sẻ lễ tang của anh. Thì ngày hôm nay chị đã nhập viện về rồi. Em chào chị ạ. Cho em gửi cái mic xuống hả chị. Sức khỏe của mình như thế nào chị? Về xuất viện về nó cũng còn đau lắm anh. Đau hả chị? Cái tay chị bó bột luôn hả chị? Hai tay luôn hả chị? Tay bên đây gãi bó bột, còn tay bên đây thì mổ sắp xương. Hết bao nhiêu ngày chị mới được xuất viện? Ở chắc cũng 10 ngày. Khoảng 10 ngày hả chị? Chị xuất viện hồi nào? Xuất viện nay nay gì nữa, 3 bữa rồi. 3 bữa hả? Trời ơi, vậy là gãy hai tay luôn hả chị? Dạ, gãy hai tay với tét cái đầu. Tét cái phần đầu luôn. Dạ, tét phần cái đầu của chị thì cũng bị băng, cũng khâu nhiều mũi hả chị? Dạ, em cũng 10 mũi, mười mấy mũi hả? mũi. Trời ơi, quá trời luôn. Tét cái đầu máu chảy quá trời, máu máu chảy chắc cả Thì em cũng nhờ nhiều chị chia sẻ lại cái sự việc tối ngày hôm đó như thế nào chị. Nhờ chị chia sẻ lại cho cộng đồng cũng như bà con cũng có lòng thương hoàn cảnh của chị, có thể giúp đỡ giúp cho chị, thì em sẽ xuống đây sẽ gặp chị tiếp tục ha. Thì em đi làm công ty, thì đi làm tăng ca suốt, thì có thứ bảy chủ nhật đó ông xã nhà có một mình à, thì ổng buồn á, rồi chở đi chơi, đi xuống mấy cái tụ điểm mà hát với nhau gần gần nhà không à, chứ không chở đi đâu xa nữa. Rồi bữa đó bảy mấy thấy anh buồn buồn rồi cái rủ anh đi chơi, thì xuống tới dưới chỗ chú Tư Minh đó. Thì có thằng bạn hay gì đó ở gần nhà chung với ảnh rồi đó, với ấp chính đó, nó lại nó đỡ anh xuống, cái anh nói thôi thôi được rồi phát để anh tự xuống được. Rồi anh xuống rồi cái em với ảnh mới lại cái chòi mà chú Tư ông hay làm để ông ngồi ông nghỉ mát rồi đó, cái ngồi đó thì ngồi chút kêu hai chai nước ra, thì kiều con gái của chú Tư nó mới nói thôi anh với chị vô trong ngồi đi, bàn này của người ta đang nhậu, người ta đi rước bạn lại. Thì em mới ôm hai chai nước rồi anh chồng ổng đi chổi gậy ổng cà nhích đi vô, thì em với ảnh vô tông sát cái thềm ba nhà của chú Tư đó, ngồi luôn, ngồi nói chuyện chơi với hai vợ chồng của ông Kiều là con gái của chú Tư á, chứ không có tiếp xúc gì mà mấy ngoài bằng khách luôn nữa. Rồi em mới thấy là cái thằng mà nó đánh em á, với anh Thương á, là nó ngồi ở bàn ngoài sát cái đường đi, nó với thằng Phát á, với người phụ nữ ngồi bàn đó, rồi cái bàn ở chòi nhậu mà hai cái bàn đó hát, lúc hát á thì không biết có vành mi gì không, thì em thấy cái thằng đó nó có lên tặng bông, nó cầm bông á, rồi xong rồi nó đứng ở trển, rồi thằng Phát ở dưới đây mới ngoắc kêu nó xuống. Rồi em không biết là hai bên nó có mâu thuẫn gì, em không biết là toàn bộ là em với ông xã là không có liên quan tới cái thằng này, không biết thằng này ở đâu luôn. Chỉ biết là cái thằng Phát đó là quen biết với chồng em hồi hồi, hồi đó ở dưới chỗ mà đất hồi xưa má ở dưới ấp chính á,
Rồi, còn thằng này là hoàn toàn là em không biết. Ừ. Rồi hết giờ rồi, cái em mới nói ông xã thôi về anh ơi, về đặng mơi em còn đi làm nữa. Thì anh nói thì em nhắc xe ra đi. Rồi em mới kéo xe rồi chồng mấy cái ghế lại cho anh chổi gậy, anh nhích nhích anh đi rồi chứ không phải là đi bình thường đâu. Dạ. Anh đi từ từ ra. Mà cũng xui khiến gì thường khi là khách về hết rồi em với ảnh về sau. Tại vì ảnh chậm chạp, người ta lên xe người ta về. Rồi em đi về là trong khi đó là cái chòi ngoài đó là còn mấy người ở lại chưa có về. Rồi em mới chở ảnh thì lên xe rồi ảnh mới nói với ghế của chú Tư á, anh hai về nha Vũ. Cái Vũ mới nói dạ chạy từ từ ha anh. Cái anh nói tại anh có tài xế mà. Đó, rồi cái ga thì ảnh em với ảnh cũng giỡn, tại ga cái cua đó có cái tái mít nữa. Cái ảnh nói em ôi tái mít đó hôm nay mình nghe mà giờ nó chín rồi, nó thơm rồi đó em. Cái em chạy hú qua rồi em mới giỡn với ảnh, em nói tội vậy nãy anh không nói sớm em ngừng anh hái luôn. Tại nói giỡn thôi chứ đâu có hái được tái mít để đâu hái, tại vì em chở ảnh em với ảnh ngồi chung yên á. Ảnh lên trước rồi em mới nhích rồi em ngồi được miếng trước rồi cây gậy để trước nữa. Rồi vừa hai chồng nói dứt tiếng thì vừa chạy ra cái cua đầu quẹo cái cua thứ hai nữa. Thì tường tới chút xíu thôi là cái thằng đó nó đứng ở bên phải á, nó bổ cái cây ra liền là em hết biết đường nào, em né em hết hồn, em nói trời ơi chết rồi mình đâu có làm gì đâu mà người chặn đường quýnh. Thì khi em pha cái đèn xa thì em thấy là cái thằng này nó hét hồi nãy ở trong đây. Trời nó bổ liên tục luôn, nó bổ trên đầu không, cái em la em nói trời ơi đánh lộn người rồi, trời ơi đánh lộn người rồi, mà nó cũng không ngưng cây luôn, nó cũng bổ xả xuống rồi em đỡ hay sao không biết, rồi gãy hai cái tay rồi không có còn cầm được chiếc xe, nó mới ngã chiếc xe về hướng bên trái. Thì em ngã xuống luôn dưới đất, rồi ông xã cũng ngã luôn tại nó quất liên tục. Rồi ông xã ông la chết tôi cái câu sau nghe ông la nó chết rồi nhỏ xíu luôn, rồi là nó quất liên tục. Cái em la vậy mà nó không ngừng, nó cứ bổ cây xuống. Rồi không biết xui khiến gì nó bước tới nó đập cái đầu xe. Đập cầu xe thì em không biết đó, em nhìn em thấy kiến đồ nó văng ra tùm lum rồi. Cái em mới cố gắng hết sức, em nói giờ ngồi sợ hồi nó quay nó đập chết nữa. Cái em cố gắng em chạy mà chạy sảng luôn, đứng lên chạy mà hai cái tay em không có còn đung đưa gì được, nó sụi xuống. Rồi có khúc thì em cố gắng em đưa cái tay lên thử, thì đưa lên thì nó giật quá trời cái tay luôn, nó gãi á. Nó đau cái khúc cù chỏ. Rồi em chạy khúc em mới la làng, em kêu Vũ ơi Vũ, trời ơi Vũ ơi ra cứu anh Thương Vũ ơi, không biết cái thằng nào nó ca hát ở trong đây hồi nãy nè, mà nó chặn đường nó đánh anh Thương với chị quá trời luôn, mà chắc anh Thương chết rồi quá Vũ ơi. Vừa chạy mà vừa la làng vậy đó, rồi chạy cũng chưa vô tới nhà, khúc nó vô tới nhà là hai vợ chồng nó nghe chạy ra. Nó nói trời ơi tưởng đâu là em la vậy là em tưởng, nó tưởng là em chở anh Thương lọt mương, nó không nghĩ là thằng này đánh, là thằng chồng nó nghe vậy mới chạy tước ra. Chạy tước ra thì em ở đây con vợ mới nói trời ơi cái gì mà quá chừng máu rồi chị Thanh, nó ướt cái tên cái áo em luôn á, áo vàng mà nhìn là thành áo đỏ luôn. Cái em mới kể cho nó nghe, nó nói ủa vậy là cái thằng nào, nó cái thằng mà nó ngồi chung với thằng Phát á, thằng Phát là cái thằng mặc áo mà trắng trắng chấm đen á, nó ngồi chung với người phụ nữ nữa, mà chị thấy thằng Phát nó chở cái người đó về tước rồi. Rồi nó xà quần chỗ cái bàn đó là chị không biết nó làm cái gì, tại mình không có quen biết, mà mình không có chơi chung, không quan tâm. Rồi em với con Kiều cũng đi ra, đi bộ ra. Chị mới nói hai cái tay chị giờ nó gãy hết rồi, mà đầu thì máu chảy quá chừng luôn. Cái đi ra ngay chỗ chồng ông nằm đó. Thì Vũ nó nói là với cái người áo đen là khách ở trong quán nó về sau á, chạy ra thì thấy Lợi nói rồi anh mất rồi. Rồi Vũ nó mới nói ảnh anh em lột cái nón bảo hiểm ra thì cái nón bảo hiểm anh bể luôn. Rồi anh lấy hơi lên anh thở có hai cái à. Rồi mắt ảnh đứng tòng luôn và anh chết tại chỗ. Rồi cái Vũ nó mới quay qua nó thấy em máu quá trời đi, nó nói giờ tước tiên giờ đưa chị Thanh đi cấp cứu đi chứ máu nó ra quá trời rồi. Cái nó lột cái áo sơ mi của nó ra thì nó bệnh vô là cái tay của em thì nó gãi cái khúc này. Ở khúc này em co lên được, em cũng gắng cố gắng em bệnh lại.
Thì cái anh ở trong quán nó về sau á, nghe nói là nó mâu thuẫn gì với bên đó đó, ca hát rồi không biết là lời qua tiếng lại gì cái nhóm đó đó. Là về sau em. Rồi xong rồi cái anh đó anh chở đưa đi cấp cứu lên huyện, giờ mà lên huyện rồi máu nó ra quá trời, huyện mới chuyển luôn qua tỉnh luôn. Nó lên tới tỉnh mà cái áo nó ướt hết trơn cái áo luôn. Trời ơi, em nói không có cái cảnh nào mà nó đau xót như cái cảnh của em. Nhưng mà đầu của chị lúc đó là nó quýnh liên tục luôn hả chị? Dạ, nó đập liên tục, đập em đỡ tục. Mà em đỡ như là phản xạ nó quơ xuống là em đỡ. Rồi chị lấy tay chị đỡ hả? Dạ, em đỡ như là đỡ hay là rồi nó quýnh trúng mà nó quơ liên tục luôn, em cũng không có nhớ rõ luôn á. Mà em nhớ là em có đỡ. Thấy cái gì cái đầu chị là nó chắc nó quýnh cho chết chung luôn vậy. Dạ thì nó đập, em thấy là nó giơ cái cây lên đúng không, nó thẳng tay nó bổ đầu em, xong rồi nó bổ đầu ông xã, rồi nó quay qua nó bổ đầu em. Em la quá trời luôn mà nó cũng không ngưng, mà em nói trời ơi đánh lộn người rồi, trời ơi đánh lộn người rồi. Mà nó cứ đập không mà em không có nghe nó nói tiếng nào, ví dụ như mày cái gì hay là mày chửi tao hay là cái gì không có luôn, không nghe gì á. Đi ra là bữa liền luôn. Coi như là nó quýnh không á, nó đập không, nó không nói tiếng nào. Nó khiến là nó đập cái đầu xe đó rồi, em cố gắng em chạy rồi, nếu mà nó không đập đầu xe nó quýnh chắc rồi em cũng chết luôn với ông xã em rồi. Vì lúc đó là anh là té tại chỗ luôn hả chị? Dạ, anh té, anh quẻo cái đầu, lúc mà em ra là em thấy cái đầu nằm quẻo ở trong cái hàng rào. Yeah. Rồi chiếc xe thì thằng ghế của chú Tư nói là chiếc xe nó đè ngang người anh Thương luôn. Yeah. Rồi lúc em chạy đi rồi thì em không biết ngoài đây nó có quýnh ông nữa không, em không biết. Vì nghe nói là trước ảnh cũng bị chấn thương xe não hả chị? Dạ. Yeah. Cái não cũng chưa lắp vô hả? Dạ, yeah, anh bị nay 4 năm rồi. Rồi nó quýnh liên tục vậy nó phải ngay cái chấn thương cũ thì đâu chịu nổi. Dạ, yeah, tội cái đó ảnh chỉ một cây nhẹ thôi. Yeah. Là ảnh cũng chết rồi, đâu mà nó bổ mấy cây mà bỏ liên tục luôn. Thì lúc đó là chị biết là thằng đó trong cái quán đi ra luôn hả chị? Dạ biết, tại vì em chạy đường giường mà em bật cái đèn xa đó là em thấy nó gõ luôn rồi. Yeah. Rồi vô em mới nói với vợ chồng của Vũ đó, con chú Tư đó, là cái thằng nó hát hồi nãy trong đây. Yeah. Em rồi cũng có để ý nữa, rồi cái dạng như vô rồi thằng Vũ nó kêu ca, em không có ca. Em nói thôi, em thấy khách cũng đông á, nhường cho khách hát đi. Tại vì em cũng hay xuống dưới chơi. Em nói thôi, mình trong nhà thì đợi nào không có khách thì hát. Rồi hát nó xây qua tới hết vòng 1 rồi hết, muốn hết vòng 2 luôn rồi. Rồi Vũ mới kêu em hát, em mới lên em hát có một bài à, rồi em xuống. Em cũng không có biết là nó tặng bông em nữa, tại vì hồi lúc hát ở trong đó rồi em đâu có biết gì rồi nó tặng. Rồi hôm qua bà chị bà ra bà thăm, bà nói cái Lý Cương hát á là nó có lên nó tặng bông cho Cương nữa, mà nó không có lên sân khấu, nó đứng ở dưới nó chồm nó đưa lên. Rồi hôm qua em mới lò soạn lại em coi em mới thấy á, cũng không có gây gỗ gì hết mà không mà. Không có biết, không có qua lời qua tiếng lợi gì với nó luôn á. Trong khi nó lúc đó là buổi tối nó đông người không vậy? Quán đó chắc cũng hăm mấy người. Dạ, yeah. Mấy ba chục người cũng đông. Chắc lộn với ai quá ha. Dạ em cũng không biết. Mà ví dụ như nó đón nó đánh người nào nó lộn người mà em la lên vậy thì nó cũng phải ngưng lại chứ. Em la nó trời ơi đánh lầm người rồi, trời ơi đánh lộn người rồi, mà em la liên tục mà nó cũng vẫn cầm cái cây nó xả xuống à. Đánh lầm người lộn người, người ta la vậy rồi thì thôi ngưng thì bỏ chạy đi, không có đánh cho cố chết luôn, cái này chắc cố xác luôn hay sao. Rồi từ ngày anh Thương mất rồi chị đâu có về nhà đâu hả? Dạ không, làm gì cũng... về không có được tại vì máu nó ra nhiều á. Rồi em ngồi vậy chóng mặt, nằm xuống cũng chóng mặt, rồi em xin bác sĩ về cho con về, con đưa tiễn chồng con lần cuối, bác sĩ không cho, bác sĩ nói là con còn yếu dữ lắm. Rồi không có về được. Rồi ai nuôi chị trong thời gian đó? Dạ má ruột em. Má ruột chị ha? Dạ. Dạ. Má chị có ở gần đây không? Dạ má ở trên đây bộ, chắc đi bộ cả 10 phút. Dạ, vậy dạ. Là đây nhà bên chồng hả chị? Dạ. Dạ. Thì hai vợ chồng chị cất được nhiêu đây hả? Dạ. Em thấy cũng làm lâu chưa chị, chưa thấy tô gì hết vậy? Cất nay cũng, hồi lúc ảnh vừa cất lên thì ảnh ngã bệnh ra rồi, cái lo bệnh cho ảnh.
Rồi tới giờ luôn đâu có làm nổi. Tôi từ ngày chị mất kìa, có bên người gây hại cho chị á, ba mẹ bên bản ta có qua đây thăm chị không? Có qua bệnh viện, có mẹ nó với vợ nó qua bệnh viện thăm. Ồ, vậy này cũng có vợ có con hả? Có vợ, con 9 tuổi rồi, là con trai. Có vợ con mà háo thắng dữ rồi. Chuyện gì cũng phải từ từ nói chuyện nhỏ nhẹ nhau chứ không? Là trước á, trước thời gian mà nó đánh em á là khoảng tầm 9 giờ mấy á, là nó có quýnh nhỏ em kia nữa. Nhỏ em cũng như là nó đón ở dưới cái ngã ba dưới chỗ mà nó quýnh em với anh Thương. Là nhỏ này ở trong nhà người ta đi ra, người ta đi ra ngoài đường á. Yeah. Chạy là nó quất nhỏ kia một cây rồi. Yeah. Nó đánh nhỏ kia một cây, túng vô cái tay nhỏ kia, nói túng cái tay là đơ ngón tay em luôn. Cái em chạy tốc độ thôi cũng cỡ 70. Rồi em vụt quá luôn, rồi em cũng quản em chạy luôn. Cái em mới nói vậy sao lúc đó Cương không chạy con báo công an đi. Nó nói em cũng thấy vậy rồi thôi em cũng quản em chạy luôn. Rồi lúc mà nó đi rồi nó quay về nó rước ai đó, không biết rước mẹ cha rước bạn gì đó không biết, là quay về là nó thấy thằng này lấy cái cây đó lóc đít ngồi hút thuốc ngay ngã ba đó luôn. Là chút xíu là nó đi tường lên khúc trên đó, gần nhà của chú Tư này, nó đánh em với anh Thương. Vậy là quýnh người kia trước xong mới gặp chị quýnh chị sao? Dạ. Trời ơi, vậy ông này có bị sử dụng chất kích thích gì không? Tao tới gặp ai quýnh nó nè, em cũng không có biết luôn. Lúc đó em này có nhậu chưa hay chị? Có nhậu rồi hả? Tại nó ngồi cái bàn đó nó đang nhậu với thằng Phát đó, với người phụ nữ là nhậu. Rồi bàn bên kia mấy người kia cũng nhậu rồi nâng lên hát chung gì đó. Yeah. Hó hát rồi giật mi gì là nhóm bên kia, nói với nhóm bên kia. Nhưng mà em có quan tâm, chỉ là em thấy cái khúc mà có nhìn lên thấy nó đứng nó cầm bó bông rồi nó, rồi cái thằng Phát mới kêu nó xuống, mắt kêu nó xuống, rồi không biết là lời qua tiếng lại với bên kia có gì không, không biết. Thì là cái tay của chị là nó quơ liên tục, nó chị lái chị chở ảnh hả? Dạ em chở. Có nào nó quýnh chị trước hay là quýnh ảnh trước? Lúc nào quay em không nhớ, chỉ nhớ nó quơ xuống một cái lúc là cũng táo bả rồi. Rồi thấy cây quay cảnh hiện trường là nó quýnh chồng trước. Quýnh ảnh trước. Nó đập cái người ở sau trước. Thì cái tay của chị bây giờ mình cũng dơ lên suốt được bình thường hả chị? Không, cái tay này nó bó vậy đâu có dơ được. Bác sĩ nói giờ một tháng cắt bộ rồi tập co ra co vô. Ngón tay của chị hả? Tập co ra co vô. Còn ngón tay bây giờ mình động đại được không? Có được, thì giờ nó hết sưng á, bữa nó sưng là em không có co lại được luôn. Giờ nó cũng vẫn còn bầm đen hết trơn. Mình có bảo hiểm gì không chị? Có, em đang làm công ty. Công ty. Đây gọi là cố sát luôn rồi chứ. Nhưng mà ta đánh cảnh cáo thôi, đâu có gì đâu. Dạ. Thì chết luôn mà. Rồi mấy ngày hôm trước chị nguyên nhân Thương là có cái điềm gì trước không? Nói chuyện với chị biết không? Dạ không. Ở nhà đây, thằng con ở nhà đó, ảnh ngồi, ảnh trông, ảnh chờ con ảnh về. Còn có 20 ngày nữa là nó về rồi mà không có gặp được con, rồi con cũng không gặp được cha. Yeah. Nó về mấy bữa nữa nó về rồi thấy cái cảnh này cũng sao chịu nổi. Yeah. Khổ quá trời. Vì con không có điểm gì trước cũng nói với chị. Dạ không, cũng bình thường à, vợ chồng cũng bình thường chứ không có gì hết trơn. Sao mà xui rủi nó trong buổi tối đó luôn trời. Mấy bữa nay nó có nằm mơ thấy ảnh không chị? Có, bữa hôm qua em thấy nằm mơ thấy ảnh. Anh có gì nói gì với chị không? Không, em thấy ảnh ở trên đây, ảnh đi xuống tới cửa phòng rồi mang dép giống như là đi hơi bị khó đi á, tại vì lúc ảnh bệnh là ảnh đi chân không không mà trong nhà ảnh đi chân không, nó đi chân không nó dễ đi hơn. Yeah. Rồi đi đâu đi chơi vậy đó, rồi mới mang dép. Rồi em nói tội cha đôi dép để, em nói vía nha, em nói đôi dép để dưới đích bàn thờ mà lấy mang vô được, giỏi dữ vậy ta. Em nói á. Yeah. Rồi em mới giật mình dậy, em mới sáng em kể cho má nghe, má nãy lúc 4 giờ mấy á.
con thấy ảnh đi xuống tới cửa phòng rồi nè, rồi thấy mang dép nữa mà đi tới đó làm như thấy con là sao á, cái muốn quay lại mà đôi dép nó vướng trở ngại làm sao á, rồi cái ảnh không có quay đi quay lại được. Yeah. Rồi cái má mới nói tại đó coi, mày nấu gì tao bỏ cho mày ở một mình là tao đi về. Má má sợ. Yeah. Nó tại nằm mơ thôi, gì đâu mà sợ. Không có nói gì tiếng nào hết hả? Không có nói. Vậy là đi mỗi bữa là đi ở với má của chị, ngủ ở đây chú. Yeah. Chị. Dạ. Đây. Là chị tổng cộng được mấy đứa con vậy? Em có một đứa. Dạ. Yeah. Thì cuộc sống của ảnh là làm công việc gì? Hồi trước ảnh làm công ty. Yeah. Rồi ảnh bệnh, đang làm công ty đó, rồi ảnh bị xuống huyết não. Rồi yeah. Tai biến luôn, rồi ở nhà. Ở nhà 4 năm nay rồi em đi làm, em lo hết, lo à. Thuốc men rồi hết. Cái công việc của chị làm công việc gì? Em cũng làm công ty luôn. Dạ. Yeah. Thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? Yeah. Em tăng ca tháng, tăng ca 20 ngày thì ảnh được 11 triệu. 10 triệu mấy vậy? Dạ. Yeah. Nghe nói là ảnh bị huyết não rồi lấy não ra rồi nuôi lâu chưa chị? Lấy sọ. Cái sọ á? Sọ nuôi thì nay 4 năm rồi đó. Thế rồi chừng nào lắp lại? Có tiền lên lắp mà em không có tiền. Tại vì làm em xây sở thuốc men cho ảnh rồi thì lo cho thằng con nữa. Cho nên là không có dư á, rồi không có tiền lắp để luôn tới nay. Ôi vậy là 4 năm nay là cũng không có tiền lắp cái sọ cho ảnh luôn hả? Dạ. Ừ, giờ ảnh đi đâu thì cái đầu ảnh cũng phục một bên nữa hả? Dạ, nó mớp một bên. Mà kỹ lắm, đi là lấy kết đội lên rồi lấy nón bảo hiểm đội lên nữa. Đi là ảnh kỹ vậy á. Ảnh từ ngày lấy cái sọ ảnh gai ảnh có quên không chị? Không, ảnh bình thường, bình nhớ hết trơn. Vậy bây giờ là ảnh mất đi cũng đâu có lấy cái sọ. Dạ không. Lắp cho ảnh đàng hoàng đâu. Dạ không. Giờ còn bỏ trên thành phố luôn hả vậy? Dạ, còn nuôi ở trên Sài Gòn. Trời ơi. Nói chung là ảnh đi là không có toàn diện nó thiên thẳng ảnh luôn. Dạ. Giờ rồi mình bỏ luôn chứ sao giờ? Giờ vậy. Người nói thôi có tiền thì lên lấy, mà giờ lên lấy về cho ảnh thì cũng mười mấy 20 triệu, tại vì lúc nuôi là ba trăm mấy một tháng. Rồi lúc 3 tháng nó tỏ lên á là em đóng cũng gần 1 triệu. 3 tháng lên gáp á mà cũng xui lên cái vô ngay cái đợt dịch. Rồi ảnh bị thiếu chất kali gì đó, rồi bác sĩ kia đi mua trái cây mua đồ vô. Thì mua vô thì bác sĩ nói giờ mổ rồi cũng cho về, mà không mổ thì cũng cho về, tại vì dịch vô. Rồi đi về luôn rồi ảnh không chịu lên nữa. Anh nói không có tiền. Bây giờ cũng nếu mà lấy về mình cũng đem chôn cho ảnh thôi chứ nó dạ. Tốn kinh phí nữa. Rồi chị bệnh như thế này nó lấy về cũng không tiền đâu mà lấy. Giờ bệnh vậy, bị vậy đâu có làm gì được. Dạ. Kinh thuốc uống của chị một ngày là bao nhiêu tiền vậy? Em uống thuốc bảo hiểm. Thuốc bảo hiểm à? Dạ. Cũng có bảo hiểm cũng đỡ. Rồi ăn uống được không? Tự đút hả? Má đút chứ em đâu có mần được cái gì đâu. Má xuống rồi má phụ, má nuôi từ ngày bệnh viện về tới giờ. Rồi tắm rửa vệ sinh này kia toàn là má chị lo cho hết luôn à? Dạ. Chỉ đi được bình thường thôi, chứ hai cái tay không hoạt động được. Dạ. Quá tội luôn chú chị. Bây giờ phải nằm dưỡng với chừng nào bác sĩ mới cắt băng bó ra chị? Dạ, bác sĩ nói 1 tháng. 1 tháng à? Dạ, tuần qua tái khám. Rồi tháng qua cắt băng. Rồi 8 tháng sau tỏi lại lấy inox ra. Còn lót inox ở trong nữa hả? Dạ. Hai tay luôn hả chị? Một tay bên đây, cái cụ chỏ. Còn bên đây thì không bên đây gì. Giờ bên đây gãi bó bột lại. Trời ơi, quá trời. Không có chuyện gì xảy ra hết mà nó ra tay là quá nặng. Đấy, luôn. Nhiều khi em nói với cái bữa lúc mà em chưa có về. Rồi mấy anh quay đó lên
cộng đồng mạng cũng vô bình luận nói này nói kia rồi, em nghe em cũng thấy cũng buồn. Yeah. Mà thôi em nói thôi, ai nói gì nói. Giờ người công cuộc mới hiểu chứ giờ ai cũng nói gì nói. Yeah, nói em này nọ đủ thứ hết. Yeah. Chung là cộng đồng mà tao nói. Yeah. Nói à chị ơi, tại mình quan tâm cái bình luận đó. Ừ, chồng mình... chồng em ở nhà suốt à, tới 8 giờ em tăng ca về, rồi cái thứ bảy thì anh tới nhà mình chở anh đi. Yeah. Thấy gần thôi chứ em đâu có chở đi xa đâu, cho anh phay phả. Mình sống tốt thì bà con. Yeah. Địa phương ta cũng biết mình là chị ha, chứ mình nếu mình đưa lên mà những người mà bình luận người ta cứ nghĩ xấu về mình không thì cơ quyền của người ta, quan trọng mình sống sao cho tốt được rồi. Cũng như anh cái đó ảnh bị chấn thương sọ não thì ảnh đâu được lanh lợi như người ta đâu, mình đâu có thời gian mà đi gây gỗ hay. Dạ. Là ơi, nó nặng nó nhẹ người ta đi, giờ đứa nít thôi nó đụng anh cũng té nữa. Dạ. Tại vì em thấy anh ở nhà tội nghiệp em biết chở đi vòng vòng, nhưng mà anh cũng thích đi nữa. À. Anh cũng thích đi chơi cho phay phả, dặn đi gặp bạn bè bà con rồi đó. À. Nói chuyện cho đỡ buồn. Với nhà sáng em đi làm là ở nhà anh đóng cửa suốt, ở nhà có một mình à. Rồi 8 giờ em mới về. Vì một tuần là mình chở anh đi chơi mấy ngày chị? Nhiều khi chủ nhật em chở đi hoặc là thứ bảy gì đó. Một tuần mà anh hát mấy ngày chị? Dạ. Chỗ đó một tụ điểm đó, người ta một tuần người ta chơi mấy đó, ngày? Chỗ đó một tuần chơi 4 ngày. Tuần 4 ngày à. Là anh đi một tuần được mấy đêm? Tuần nhiều khi em xuống đêm à. Đêm hoặc 2 đêm thôi chứ em đâu có xuống thường. Rồi khi ban ngày đó em mấy cái chủ nhật đêm nghỉ thì em cũng có xuống chú chơi nữa. Mà xuống nó chơi thì hôm Tết nay đi về cũng đâu có chuyện gì đâu. Xui tới luôn. Rồi anh có đi lên đó anh có hát không kìa? Có khi không có hát nữa, ngồi chơi, ngồi uống nước chơi. Rồi có khi hát thì ít khách đó, thì anh đi nó mới dễ. Còn đông thì đi chen quẹt quẹt anh đi khó lắm. Rồi lại ngồi gần với cái laptop chỗ mà thằng ghế của chú Tư đó nó bấm đó, ngồi ghế dưới hát chơi thôi. Chứ không lên sân khấu được không? Anh đâu có lên được, chân anh yếu xìu đâu có lên được. Dạ. Quá tội luôn. Bây giờ chồng mất thì rồi chị thì có hai cái tay như thế vậy đâu có làm ăn gì được đâu. Thì hôm nay em xuống thì em muốn chia sẻ cái cốt truyện này lên cộng đồng. Thì lúc trước mình cũng có ghi hình lúc mà anh chị cũng như là ngày ngày anh mất á, rồi mình ta cũng đi qua hiện trường, mình ta cũng có quay nữa. Rồi lúc đó chị đang nhập viện, thì hôm nay thì mình ta biết là chị hồi phục được 60-70% á, thì chúng ta xuống đây thăm. Thì mình ta cũng hy vọng những video của anh em đã đăng trước á, cũng hy vọng bà con xem thì đừng quên bình luận trái chiều quá, cũng tội cho chị là chị hai vợ chồng thì rất là hiền. Tại địa phương này thì ở vùng sâu vùng xa mà cô chú chị thì sống một cái nghề làm công ty, thì anh thì bị bệnh chấn thương sọ não thì đâu có nhậu nhẹt quậy quạng như đâu, mà cũng như là bị thanh niên lạ này đã ra tay quá nặng đối với anh thì anh đã mất tại chỗ. Còn như chị thì cô chú chị thấy ở trước màn hình thì hai cái tay bị gãy rồi, cũng đâu có làm gì vô tiền đâu, thì cũng như sống nhờ bằng đồng tiền cứ như là ba mẹ của chị nấu ăn mỗi ngày hả chị ha. Dạ. Cũng hy vọng anh đăng video này thì được, nếu có cô chú nào thương có đồng cảm thì trợ giúp cho chị có tiền để uống thuốc. Thì hôm nay em xuống thì em cũng chích một phần kinh phí nhỏ của em chung là cho chị để chị mua đồ ăn này kia ha chị ha. Tại cái này cũng tiền của em chứ không phải là tiền của cộng đồng. Chừng nào có cô chú nào thương giúp cho chị thì em sẽ xuống gửi cho chị ha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mua gì ăn đi, của ít lòng nhiều. Dạ. Dạ. Thấy tội quá, bây giờ cứ ở nhà trên giường vậy thôi. Dạ em đâu làm gì, cái gì má cũng làm giùm hết. Yeah. Đi tiêu tiểu đồ em cũng đâu làm, má làm hết. Yeah. Cơm nước thì má đút. Hai tay luôn, cái tay kia đâu có cầm mũ gì được đâu hết nha. Không, em cũng ngoan ngoe vậy thôi. Ngoan ngoe thôi. Dạ.
Thì em cảm ơn chị ha đã chia sẻ cái video này, thì mình cũng hy vọng đăng video này thì có cô chú nào thương giúp cho chị có kinh phí để uống thuốc. Dạ. Dạ. Rồi em xin phép em về hả chị ha. Dạ. Dạ. Một lần nữa thì mình xin kết thúc video tại đây. Cuối video mình xin kính chúc cô chú khán giả xem kênh ngày mới an lành và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, và chúc chị nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn.